chào buổi sáng quý khán giả và các đồng chí. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã lựa chọn khởi đầu ngày mới cùng truyền hình Quốc phòng Việt Nam trong bản tin sáng nay thứ năm ngày 11 tháng 4. Thưa quý khán giả và các đồng chí, với những y bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 120, Quân khu 9, việc chăm sóc sức khỏe cho lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn đồng bằng sông Cửu Long, khu vực sông Tiền luôn là mệnh lệnh từ trái tim. Mỗi ngày, họ đều tận tâm, tận lực, vừa làm việc, vừa học tập, nghiên cứu để có những liệu pháp điều trị mới, hiệu quả để giúp người bệnh sớm bình phục. Trung tâm điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Quân y 120, dù mới được thành lập, song nơi đây tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân đến khám và điều trị mỗi ngày. Đông nhất là phòng khám mắt, nơi đang được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại, điển hình như phẫu thuật Phaco trong điều trị đục thủy tinh thể. Để đáp ứng nhu cầu mổ tại chỗ cho 15 đến 20 bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ đã làm việc cả trong giờ nghỉ. Cái phương pháp mổ là mổ Phaco, nó là cái phương pháp tốt nhất bây giờ rồi. Nó sẽ giúp cho bệnh nhân lấy lại thể lực ngay sau mổ. Thậm chí là những người mà đục quá nhiều á, mà mình mổ một cách cẩn thận hơn, vừa kết hợp với cái bàn tay của mình kết hợp với máy á, thì ngay sau mổ bệnh nhân đã có thể nhìn thấy luôn rồi. Tuy nhiên để mà đảm bảo an toàn á, thì thường á, là sau mổ người ta vẫn phải băng mắt lại để ngày hôm sau mới bỏ băng ra. Trung tâm điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Quân y 120 được đầu tư xây dựng với diện tích trên 700m², có các chuyên khoa sâu về mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt và da liễu thẩm mỹ. Các chuyên khoa khác cũng được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như máy nội soi tai mũi họng, giúp chẩn đoán bệnh nhanh, chính xác, tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân. Tôi thấy là thuận tiện cho người lớn tuổi, bởi vì người lớn tuổi nếu mà đi từng khu vực để khám, để chữa trị thì sẽ là rất là khó khăn, mà được liên thông như vậy nè thì thấy là thuận tiện, cũng khá là hài lòng. Bác sĩ thì cũng rất là quan tâm đến bệnh tình, sức khỏe của người bệnh. Gần như cả ngày, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 120 phải hoạt động liên tục mới đáp ứng hết nhu cầu khám chữa bệnh của bộ đội và nhân dân. Trách nhiệm và hơn cả là sự tin yêu nơi người bệnh là động lực để người lính áo trắng dồn hết sức lực vượt qua giới hạn bản thân, luôn tìm tòi những phương pháp chữa trị mới, hiện đại để giúp bệnh nhân chiến thắng bệnh tật. Chúng tôi rất tự hào Quân y viện 120, đây Đồng Tháp, đây Mỹ Tho, nơi mảnh đất kiên cường anh dũng, diệt thực dân đế quốc sông Lăng, nơi sinh ra Quân y viện anh hùng. Chiến trí quân y những người lính ba khổ, vượt muôn ngàn gian khó trong kháng chiến trường kỳ, diệt thực dân đế quốc, giữ đất nước hòa bình, giữ gìn nơi biên giới. 10 năm trên đất bạn làm nhiệm vụ quốc tế, bao nghi trinh gian khổ vẫn một lòng y đức, thầy thuốc như mẹ hiền vì đồng đội vì nhân dân, nêu cao ý thức tự lực sáng tạo, đoàn kết quân dân kiên cường quyết thắng. Chúng tôi đang tự hào Bệnh viện Quân y 120 anh hùng, chúng tôi rất tự hào Bệnh viện Quân y 120 cục hậu cần quân khu 9 anh hùng. Chúng tôi rất tự hào Quân y viện 120, đây Đồng Tháp, đây Mỹ Tho, nơi mảnh đất kiên cường anh dũng, diệt thực dân đế quốc xâm lăng, nơi sinh ra Quân y viện anh hùng. Chiến sĩ quân y những người lính ba khổ, vượt muôn ngàn gian khó trong kháng chiến trường kỳ, diệt thực dân đế quốc, giữ đất nước hòa bình, giữ gìn nơi biên giới.
ảnh vừa rồi cũng thay cho lời kết của bản tin ngày mới sáng nay. Cảm ơn quý khán giả cùng các đồng chí đã đồng hành trong thời lượng của bản tin. Và đừng quên trở lại với chúng tôi trong các bản tin thời sự tiếp theo trên nhiều khung giờ trong ngày của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.